Liên quan đến câu chuyện về người dân ở khu tái định cư Bến Ván thuộc dự án xây dựng công trình hồ chứa nước tả trạch, xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, sau 10 năm chuyển đến ở vẫn chưa ổn định được cuộc sống. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đồng tình phương án sử dụng hơn 77 tỷ đồng để giúp bà con ổn định cuộc sống. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri khu tái định cư Bến Ván, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản đề nghị của các ban ngành chức năng cấp bộ. Mới đây tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi xem xét tờ trình của Chính phủ về đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường di dân tái định cư và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đồng tình phương án sử dụng hơn 77 tỷ đồng để đền bù trả nợ cho dân nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số bị thu hồi đất nông nghiệp 10 năm nay. Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng diện tích đất lâm nghiệp bị thu hồi còn lại phải cấp hoặc đền bù cho dân là trên 1.042 hecta với giá trị đền bù hơn 77 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ đất lâm nghiệp ở địa phương không còn. Tình trạng này kéo dài dẫn đến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Với nguồn vốn được hỗ trợ trên, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giả soát lại tình hình sản xuất của các hộ dân để có sự hỗ trợ hợp lý. Dự kiến tiền hỗ trợ sẽ về với người dân trong tháng 9 tới.